Chân dung ông Nguyễn Thành Sơn, CEO mới của bất động sản An Gia, chiến tướng một thời ở những đế chế Novaland, Vingroup, Mid Group, Nam Long. Ông Nguyễn Thành Sơn là một doanh nhân sinh năm 1973 tại Hồ Chí Minh. Theo một số nguồn tin, ông có trình độ kỹ sư xây dựng và có bằng thạc sĩ khoa học kỹ thuật. Được biết, ông đã làm việc tại nhiều công ty bất động sản lớn và chức vụ lãnh đạo một số tập đoàn. Năm 2007 đến 2011, ông Sơn đã giữ chức Phó Tổng Giám đốc Quản lý Dự án của Novaland. Năm 2014 đến 2017, ông ở tập đoàn Vingroup nằm trong khối quản lý dự án, giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Vicom, Vicom 5. Sau đó, ông chuyển qua Mid Group năm 2017 giữ chức Tổng Giám đốc ở đây chỉ được một năm. Trong giai đoạn này, Mid Group đã tăng vốn điều lệ của công ty gấp 7 lần từ con số 300 tỷ lên 2.000 tỷ đồng. Đến năm tháng 10 năm 2019, ông đáp đến Nam Long nắm chức Phó Tổng Giám đốc điều hành và sau đó làm Giám đốc liên khối dự án cho đến ngày 30 tháng 3 năm 2021. Hội đồng Quản trị Nam Long cũng đã bổ nhiệm ông Sơn làm Tổng Giám đốc Nam Long Land. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia, Hội đồng Quản trị công ty vừa chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc của công ty. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Sơn giữ chức Tổng Giám đốc sẽ góp phần hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo cấp cao, phù hợp với định hướng, chiến lược tăng trưởng chung của doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Ông Nguyễn Thành Sơn sẽ cùng đội ngũ nhân sự của An Gia hoàn thành các kế hoạch đề ra trong chu kỳ tăng trưởng mới.